Xin chào anh em trở lại với series Kim ở đây, bạn hỏi Ad trả lời, các đánh giá và để lại cho Ad biết anh em theo dõi kênh từ khi nào nhé. Hôm nay trong clip này không chỉ là nói về vị tướng Richter mà còn giới thiệu cho anh em bộ trang phục mới ra mắt của con bài này, Kiếm thần Zasuno. Hàng ngàn event đang diễn ra, đầu tiên là bán nick Liên Quân siêu rẻ, bán không hết lời nè. Ngoài ra anh em để sở hữu ngay cho mình một cái nick rank cao thủ tại vòng quay nick rank cao thủ với chỉ 11k. Em còn chần chờ gì thêm, truy cập ngay TNG Shop.vn để tham gia sự kiện và nhận ngay những ưu đãi riêng cho mình. Bắt đầu công chuyện ngay nhé. Ôi, có vẻ như gà rán bán bộ trang phục này rẻ quá, thành ra mình cầm vào chẳng lẽ ông nào nô nức chào đón cả. Buồn, không vấn đề gì nhá. Richter về cái hiệu ứng trang phục thì gửi đến cho anh em rồi, nên chúng ta sẽ vào ngay đánh giá xem độ mượt của nó nha anh em. Lướm lướm tí kinh nghiệm nào. Góc trái mình của anh em là trang bị và bảo ngọc dùng trong trận đấu này. Mình dùng trang bị và bảo ngọc nào thì mình để trang bị bảo ngọc đó, để cho anh em hình dung tí sức mạnh của cái trang bị và bảo ngọc nhá, chứ không phải là lấy một đằng lại chơi một nẻo. Như thế anh em lại khó hình dung đúng nào. Bắt đầu ngay câu hỏi đầu tiên nào. Em chưa ăn trang một xạ thủ thì em nên chọn vị tướng nào hiện tại? Theo bản thân Ad thì anh em nên chọn Elsu hoặc là Heate, thì nó về mọi mặt ấy thì nó dễ dàng hơn. Chơi Richter chúng ta nâng max chưa một nhá. Nếu mà không phải là Guido hay là các vị tướng khống chế quá đáng gờm thì mình thường lên cái đôi giày đầu tiên, đôi giày kiên cường đó, sau đó mới hoàn thành cái đôi trợ thủ. Còn nếu gặp các kẻ địch cấp độ 4 mà khống chế căng quá ấy, thì ta có thể lên sang đôi giày rởm ấy, có thể ưu tiên lên đồ hóa giải khống chế nhá. Bây giờ em hay đi rừng cánh tim. Ôi, lìa tí nào. Bọn này nó sợ chạy tục mặt luôn anh em ạ. Ok, trở lại với câu hỏi nè. Thì nên chơi sát thủ lên dìu hay lên kiếm? Có phải tùy xem kẻ địch có gì và sát thủ bạn chơi là ai. Ví dụ bạn chơi là kỹ năng đi thì đương nhiên chúng ta lên kiếm. Ví dụ các bạn chơi là Aoi đi, các bạn có thể lựa chọn kiếm hoặc dìu. Ví dụ các bạn chơi kiểu Nagrod đi thì dìu hay kiếm là phải tùy xem thế trận. Vì trong trận đấu này ấy, thì mình nghĩ rằng Nagrod hoàn toàn có thể lên kiếm để giải quyết nhanh cái bọn các bạn Kali con xạ thủ đó anh em, giải quyết nhanh gọn lẹ. Bắt thằng này chơi nào. Mong Ad trả lời em Zuka theo hướng gì, nên lên tỷ lệ chiếm mạng, thánh kiếm thay phù hợp hay không? Theo mình ấy thì Zuka thì các bạn nên lên cái phù hợp, nó vẫn rất là tối ưu sức mạnh cho vị tướng này. Phải từ từ nha anh em, đừng có lơ ngớ với bọn này ở dạng đầu game, không là bị nó quất cho tơi tả đấy, bởi chúng ta chưa đồ mà. Ad ơi, đội hình như thế nào thì nên pick floor vậy? Pick floor auto thua là mình nghĩ rằng nếu mà các bạn gặp đội hình kẻ địch mà nhiều sâu hóa thương, ví dụ như là Zuka, ví dụ như là kiểu Joker chẳng hạn ấy, thì chúng ta có thể ưu tiên một vài món thủ trước, sau đó chúng ta sẽ lên món sát thương sau, như vậy tối ưu hơn. Còn mình ấy thì nghĩ rằng Flo rất là mạnh khi đối đầu các vị tướng có khả năng khống chế khỏe. Em chơi Liên Quân từ hồi thông thạo S cơ, Skull bây giờ còn mạnh không S ơi? Có nha bạn ơi, mạnh luôn ấy. Chúng ta cứ lẩn vẩn đây tí đi, không gì phải vội vàng cả. Ôi dồi ôi, bạn ơi sao bạn lại lùi qua đây? Đánh được nữa, đánh được nhanh em ơi, mình đã câu được khá là nhiều đam rồi, lại câu được khá là nhiều đam, hay quá, có showman ủn đầy ở đây thì quá tuyệt vời rồi. Trời ơi, lại còn bắt được cái mạng này nè, tuyệt vời. Ê! Rất tiếc là chúng ta chưa kết được cái mạng nào. Cái pha vừa rồi là thằng Vai Ô nó hơi ngáo ấy nha anh em nhá. Tự dưng rõ ràng là thấy bản đồ thu nhỏ là có thằng Zephyr với thằng thằng tin địch rồi, nhà nó vẫn cứ lộn lên cao, sợ thật. May mà kẻ địch nó ganh trượt đấy. Hello. Sực sực chơi. Richter và Zip nên mua con nào đi trận thủ? Một con hộ công áp lực, một con có khả năng bảo kê và có chiến thuật khá tốt khi đi team. Thì anh em biết đó, nên sử dụng tùy team thôi. Bạn nên mua cả hai con. Pha này hơi bị chất đấy nha anh em nhá. Pha này là bắt được luôn Kali, nó lớn trớn quá, thế là bắt luôn. Tức là lựa chọn trợ thủ ấy thì phải nhìn xem là đồng đội như thế nào. Ví dụ đồng đội chơi zone ấy thì ưu tiên con Zip hơn. Flo giữa khiên thất truyền và giáp thống khổ thì lựa chọn con nào chơi hơn? Ví dụ gặp bọn sốc đam ấy thì mình nghĩ rằng cái giáp thống khổ nó ngon hơn. Còn nếu gặp kẻ địch mà có 1 đến 2 xạ thủ ấy, kiểu bọn lìa xa ấy, thì mình nghĩ rằng cái khiên thất truyền nó hiệu quả hơn. Còn về vấn đề Zip với Richter ấy thì là một con hộ công, ví dụ như là các bạn ví dụ như là mình lấy tầm nhìn cho Vai Ô này, mình đi với Joker Elsu này thì mình nghĩ rằng con hộ công nó khỏe hơn. Lavi bây giờ mới làm chậm rồi thì nên cầm tinh linh hay là du hiệp? Du hiệp thì đều được, nhưng mà với bản thân Ad ấy, bản thân Ad thích dùng tinh linh hơn cho vị tướng Lavi. Đấy là bản thân mình thôi, nhưng mà nếu kẻ địch gặp nhiều sốc đam quá ấy, thì cũng phải xem xét nhá anh em.
Nên tốt nhất là các bạn nên cài trước cho mình vài cái phù hiệu để tùy chỉnh theo trận đấu nó hiệu quả hơn. Chứ các bạn chơi theo kiểu bạn top chiến lược ấy, nó chỉ có luyện kim rồi tinh linh rồi mấy cái kia thôi. Các bạn sẽ ít sự lựa chọn, khi đó vào trận sẽ hơi khó khăn một chút. Hey yo, rỉa chơi thôi anh em ạ, không phải lo nhá. Cứ rỉa rỉa thằng Defeat cho nó cáu. Rioma còn leo cao thủ ổn không? Quá tốt đấy chứ. Theo mình thì đi rừng ngon hơn đi top. Còn theo bạn thì sao? Hãy để comment cho em biết nhé. Khống chế, ôi tuyệt vời các bạn ơi. Nhưng mà mình lại cầm cái thanh tẩy mới nhỏ chứ. Trời ơi, pha đấy mình cứ tưởng mình cầm cái hủy đại địa hủy diệt thôi. Thôi rồi bé Alice ạ, à, bé lên bảng trầu trời sớm. Nhưng mà thôi, vì sự nghiệp cho vai ô được bắn anh em ạ. Bởi vì các bạn có thể biết rằng để mà out cái thằng Zuka ấy, thì mình không phải là pick vị tướng bảo kê, thì chỉ có hóa giải khống chế để cho xạ thủ không bị khống chế thôi, thì nó là hiệu quả nhất. Ad chăm hỏi là Whit giờ lên kiếm điện hay là lên vuốt hay là song down. Với bản thân Ad ấy thì thích lên song down cho Whit hơn. Còn anh em thì sao? Kiếm điện ư? Mình nghĩ rằng ở phiên bản hiện tại thì với một vị tướng câu đến cuối và cần đồ như Whit ấy, thì mình nghĩ rằng song down hoặc vuốt là tối ưu hơn. Ad ơi, Nagrod đi top cầm bục phá lên đồ semi tốc biến hay là full đan đây? Ui, thanh niên này tính đến chuyện là bị tranh cướp rừng luôn cả. Đánh được ấy chứ nhở? Theo bản thân mình nhá, thì Nagrod mà đi top ấy thì mình nghĩ là có thể cầm bộc phá hoặc là cấm trụ và lên lối đồ đứng nhà semi rồi. Chứ lên full đam thì đồ lên chậm lắm, thì phải từ từ lên semi có gì còn băng xả lượm lượm và mạng lại ngon. Hey, xin chào xin chào. Mấy thanh niên này định biến về một cái vị trí nguy hiểm vậy sao? Cho hỏi là thon lối trang bị tốc đánh hay là chí mạng vậy? Bản lại yếu quá, kết hợp cả hai nha bạn ơi. Ui 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 ui, được không? Còn Alice vẫn khá là trâu anh em. Với lại mình đang lên đồ thủ mà, mình đang lên đồ thủ để băng xả cho team nha anh em. Để băng xả cùng bé Suman kết hợp với team bắn cho thoải mái. Tức là mình đang lên cái khiên truyền này, rồi giáp Gaea này. Sau đó là trang bị gần cuối mình lên, đó chính là cái đao truyền. Từ ngày hiệu chỉnh thì Slim các kiểu. Nói chung là anh em đánh giá là Slim bây giờ ấy, một người đánh giá thì Slim đang khá là đáng gờm. Đương nhiên ở giai đoạn cuối rồi. Ui, được không đây? May quá, có phá lội này hoàn toàn đấy. Còn nhiều anh em đánh giá là hello, sử dụng 3 lần 3 lần chưa 1 nha anh em. Đợi hết cái quả hồi xong chúng ta lại tiếp tục sục. Nhưng rất tiếc là chúng ta không cầm đại địa hủy diệt. Không vấn đề gì, đồng đội chúng ta giúp giải quyết phần còn lại. Tức là mình nhận thấy là team mình có rất là nhiều đam rồi. Ngộ nè, Vio nè, Nagrod nè. Đấy, thành ra là mình cùng Suman sẽ lên thủ để có thể băng xả tốt hơn. Mùa này Zone khỏe quá, không cần bảo kê mà vẫn có thể cân 2 được. Hy vọng Zone có bị giảm. Thực sự thì Zone không cân 2 được, chắc là trận đấu đấy thì một là không có vị tướng để bắt vào chủ lực của kẻ địch, hai là mấy thằng bắt chủ lực kẻ địch nó phế quá và bạn quá là xanh. Chứ Zone thì không phải là vị tướng rất cần bảo kê là khác. Xạ thủ toàn diện chắc là Whit. Theo bản thân mình thì ít có xạ thủ toàn diện lắm. Nếu mà kiểu cơ động và có thể tự bảo kê được kiểu như Hete thì nó lại câu đồ về cuối. Còn con Whit thì cũng thuộc dạng là cũng được đấy, nhưng mà vẫn phải có bảo kê thôi. Chứ nó mà gặp mấy kiểu thể loại kiểu Volcat hay mấy thể loại Batman thì hơi căng thẳng lắm anh em ạ. Xem hết từ năm 2017 đến giờ gần như ngày nào cũng xem. Thank you bạn rất là nhiều nhá. Và rất là nhiều anh em comment dưới video là khi nào theo dõi S. Vậy nên các bạn cứ comment đi, nói cho S biết và các bạn biết là các bạn theo dõi S từ nếu mà được ấy thì từ video nào chẳng hạn. Hello, chơi không bạn ơi? Trâu lắm anh em, tôi lại sợ các bạn quá. Trâu lắm đấy. Yeah. Khống chế nè, lại khống chế tiếp. Nagrod thì đang đẩy đường ra tuyệt vời anh em ơi, mình rất là thích một Nagrod nó tuyệt vời như vậy. Tức là kiểu vừa đẩy đường này rồi vừa tham gia tranh. Đánh được anh em, chuẩn bị có sục nè, sục luôn. Chạy đâu được bạn ơi, chạy đâu được. Wow, thực sự thì rất là nhiều anh em chơi Lictor thì thích lên du hiệp, nhưng bản thân mình thích game cầm mục giáp hơn. Đó có thể là do sở thích của mình thôi. Bắn đi bạn ơi, bắn đi. Úi xồi ôi, gái ngỡ kìa. Ê chơi thật à? Chơi thì chơi, băng trụ luôn cơ. Té, úi xời, pha này mình không chắn được là toang đây anh em ạ. Hơi bị đau luôn. Có anh từ hồi mấy ngàn sub đến giờ, 2 triệu sub, gần 2 triệu sub rồi. Ok, thank you bạn nhá. Anh em đừng quên like và đăng ký kênh của S nhé. Bởi vì S biết được rằng có 60% người xem ấy
quên đăng ký và cũng quên like nốt. Vậy nên các bạn ơi, hãy like cho Ad đi ạ. Xem Ad từ hồi Ad làm Liên Quân hài hước cơ, ok nhá. Sẽ cố gắng có các clip funny ở hàng tuần cho anh em. Hy vọng sẽ có thể đầy đủ và gửi sớm tới anh em nhé. Khống chế nè. Các bạn đừng quên để lại các câu hỏi, các đánh giá về vị tướng Richard tớ chẳng hạn. Rồi có thể để cho Ad biết là các bạn đăng ký cái Ad từ đâu, từ thời điểm nào, hoặc là lý do gì. Đừng quên để lại comment dưới video nhá, rất tuyệt vời. Ăn xin nhẹ con tà thần nào các bạn ơi. Làm nhẹ con tà thần và endgame thôi. Chúng ta không nên nhây và không nên cầu giờ nhá. Mặc dù team mình đánh lết căng đấy, nhưng mà mọi chuyện đều có thể xảy ra. Người ta bảo là 30 chứ phải là Tết mà đúng không anh em. Lỡ ngỡ lại bị lật kèo thì toang đấy. Bởi vì chỉ cần 1-2 giao tranh thôi. Nhớ nhá, team địch thứ nhất ấy có thủ rất là căng. Rồi thứ con Kali, con Kali thủ căng lắm. Nên mình phải có ăn các mục tiêu lớn để có thể ép các đường, các trụ tuyệt vời hơn. Ơi thanh niên này định chơi thật à, hóa giải luôn cho chắc chắn anh em. Làm gì đây, anh gấu trượt rồi anh gấu ơi. Lần này thì chạy hộ cái. Anh em thấy cái độ mượt của cái trang phục này chưa ạ? Anh em thấy cái độ mượt chưa? Đấy nhá, chém. Tiếp nè. Chọc. Ui. Cái độ mượt cứ gọi là đỉnh luôn anh em ơi. Đó là lý do vì sao mà 490 quân huy mua ở mấy ngày đầu nha anh em. Sau đấy là chúng ta bị giảm khá nhiều đấy. Đang tính khép góc ai đây? Không sao. Bây giờ chúng ta đã được sửa rồi anh em, đã được sửa cái chiếc cuối rồi. Anh em cho dù là bật từ xa hay là bật sớm chẳng có vấn đề gì đâu. Thoải mái đi. Và đó chính là Richter kiếm thần Asuna. Một trận đấu mà mình chưa được nhiều mạng cho lắm. Nhưng mà thôi tạm thế đi. Và các bạn đừng quên để câu hỏi và tương tác với Ad nhé. Like xem video của Ad nào. Anh em ơi, Ad bây giờ đã trở thành đối tác của Facebook rồi. Mỗi ngày 3 clip, 2 clip trên YouTube và 1 clip độc quyền trên Facebook. Các bạn đừng quên lên ngay fanpage link mô tả để không bỏ qua các video của Ad nhé. Nếu thấy video hay và có ích, bạn nào chưa đăng ký kênh, cho Ad một đăng ký và bấm nút chuông để nhận được các thông tin mới nhất vì nó hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn anh em rất nhiều.